Xin kính chào toàn thể quý anh chị và quý khách hàng đã lại đến với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim này của Hải Dương. Và lại là em đây thì tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay, em lại xin phép lên sóng báo giá cho chị và khách hàng một mẫu xe D cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Một em Mazda 6 bản 2.0 Premium, sản xuất cuối 2017 và đang có giá chào bán là 690 triệu. Tất cả xe bên em bán ra đều có văn bản cam kết bảo hành 100%, không đâm đụng, không gập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, bao check thợ, test hãng cho quý anh chị và khách hàng. Mình có thể thoải mái đem xe ra hãng, ra thợ mình kiểm tra đúng chuẩn như bên em cam kết thì mình mới nhận xe và thanh toán tiền. Đấy, em này thì mới chạy có 3.9 km thôi. Đời 2017 chạy 3.9 rất là bình thường. Xe đăng ký biển là 51 Sài Gòn. Anh chị khách hàng nào có nhu cầu về Hà Nội, về biển Hà Nội thì không phải mất thêm 20 triệu tiền biển nữa. Rất là lợi cái phần đấy. Thế chị và khách hàng nào đang quan tâm, yêu thích, muốn mua, muốn trao đổi chiếc Mazda 6 này thì có thể liên hệ trực tiếp luôn đến bên em vào số điện thoại 0978 607 555, hoặc là mình có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Mình có thể xem xe kỹ hơn và thương lượng một cái giá tốt nhất. Chứ không dài dòng nữa, em sẽ được phép quay chi tiết luôn ngoại thất, nội thất, các option, các tính năng an toàn theo xe của chiếc Mazda 6 này cho quý khách hàng và quý chị đang quan tâm. Một mẫu xe hạng D đến từ thương hiệu Mazda. Chất lượng thấy chị khỏi phải bàn rồi. Máy móc cực kỳ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Với cái mức xăng tiêu hao ở tầm 7-7,5 lít trên 100 km cho một chiếc xe hạng D, rất là tiết kiệm. Kết hợp với động cơ i-stop nữa. Em này thì mới chạy có 3.9 thôi. Lốp nguyên theo xe cả dàn, la răng 19 inch, màu ghi bạc, màu ghi xám, không một vết xước. Em quay chi tiết hơn cho anh chị mình có thể nhìn được. Con này nó chất như thế nào. Lốp nguyên theo xe cả dàn, la răng 19 inch. Form dáng rất đẹp. Sử dụng mặt ca lăng dạng cánh chim đặc trưng, kéo dài từ đèn phía trái sang phía bên phải, nối liền nhau và được mạ chrome sáng bóng. Kể cả phía bên trong đều là nhựa bóng hết anh chị nhá. Tất cả đều là nhựa bóng rất cao cấp. Các tính năng an toàn được trang bị đến tận răng. Em có thể kể đến sơ qua một chút về các tính năng an toàn. Cái đầu tiên đó là có cân bằng điện tử, có chống trơn trượt, kiểm soát lực kéo TCS, cảm biến trước sau, camera lùi, có hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, rồi là hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử. Chúng rất nhiều cái tính năng an toàn, em không kể hết được trên này. Hệ thống an toàn là 6 túi khí. Sử dụng đèn công nghệ HID Xenon, hệ thống đèn chính. Và có LED ban ngày DRC chạy xung quanh đèn. Và đặc biệt hơn là trên chiếc Mazda 6 này thì cái phần đèn pha sẽ tự động chiếu theo cái góc đánh lái của mình. Đấy, tăng khả năng chiếu sáng trong đêm. Đấy, và đèn gầm, đèn sương mù cũng được trang bị đầy đủ. Bốn mắt cảm biến trước. Cái này sơn zin theo xe phải tầm 80-85% là sơn zin theo xe. Đời này thì cũng đã được trang bị là đèn xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu rồi. Có nút mở cửa thông minh trên tay nắm. Form dáng đường gần trên thân xe không chê được vào đâu. Nội thất ghế da màu đen nguyên bản. Nội thất được thiết kế form mới, được đặt cụm phanh tay điện tử ở trên phía đây. Các dòng Mazda 6 đời 2016 thì nó vẫn chỉ là phanh tay cơ thôi. Lên đời này được cải tiến rất nhiều. Và cái form dáng, cái thiết kế tổng thể nó cũng đẹp, làm đẹp hơn. Tất cả các mặt tắp bị bệ tì tay trên cánh cửa được làm bằng da tím này. Tất cả đều là da thật anh chị nhá. Gương kính chỉnh điện, tắp bi được thiết kế mạ chrome. Nhìn vào các tính năng, rồi là các tính năng được trang bị theo xe, nó là rất đáng đồng tiền bát gạo. Tầm tiền chỉ là 690 thôi. Anh chị em sở hữu ngay một mẫu xe D, tính năng rất đầy đủ,
và cảm giác lái rất sướng. Em xin kể một chút các option trang bị cơ bản đầu tiên, đó là hai ghế trước đều có chỉnh điện và ghế lái có nhớ hai vị trí đây, hai vị trí nhớ đây. Có rèm che nắng phía sau chỉnh điện, có nút bật tắt chống trơn trượt, có tính năng là hỗ trợ giữ làn đường, đấy là cảm biến trước sau, bật tắt iStop, tính năng hỗ trợ người dùng như là lấy chuyển số trên vô lăng, rồi đàm thoại rảnh tay điều khiển bằng giọng nói. Bên này là hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Và đặc biệt hơn là trên các bản Premium, đó chính là có thêm hắt kính. Đấy, hiển thị công tơ mét trên kính, giúp người dùng tập trung hơn khi lái mà không cần phải nhìn xuống công tơ. Đấy, một tính năng rất là hay và cũng như là hiện đại ở trên chiếc Mazda 6 này. Đấy, dòng Mazda thì trọng tâm xe thường được dồn ở phía giữa xe và khoang ngồi được dồn hết về phía sau. Nhưng mà trên chiếc Mazda 6 này thì khoang ngồi người ta vẫn thiết kế tận dụng hết cái chỗ trống ở trên xe, cảm giác rất rộng rãi khi mà ngồi lên chiếc Mazda 6 này. Đấy, trang bị đầy đủ đề nổ thông minh, màn hình camera lùi nguyên bản theo xe, tích hợp dẫn đường Navitel. Đấy, táp lô bọc da, gương chiếu hậu tích hợp chống chói tự động. Đấy, điều hòa tự động hai vùng biệt lập, có khử lọc khí ion. Hộp số tự động, hai chế độ lái là chế độ Sport và chế độ Normal. Đấy, và có thêm là phanh tay điện tử. Đấy, tăng tính thẩm mỹ của xe hơn. Đấy, và có thêm một cục điều khiển màn hình trung tâm. Đấy, không, người dùng không cần phải giơ tay lên chạm vào màn hình. Đấy, chỉ cần điều khiển phía dưới này là được rồi. Anh chị có thể thấy được thiết kế của dòng Mazda cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Cửa sổ chơi chỉnh điện, rồi chân thì nguyên bản theo xe, không có gì để chê. Thì hệ thống âm thanh trên chiếc Mazda 6 này cực kỳ chất. Được trang bị hệ thống âm thanh là 11 chiếc loa bâu, nghe nhạc rất phê trên chiếc Mazda 6 này luôn. Cách âm thì có thể không bằng các dòng khác, nhưng mà bù lại cái chất lượng âm thanh trên xe tuyệt vời. Phần đuôi là phần dễ nhận dạng nhất rồi. Thanh chrome từ kéo từ đèn là trái sang đèn phải, người dùng nhìn vào là biết ngay Mazda 6 luôn. Lipo được chủ cũ độ lên là Lipo Me. Bốn mắt cảm biến sau và camera lùi. Em này thì lốp sơ cua chưa một lần chạm đất cơ. Lốp sơ cua vẫn còn nguyên bản, chưa một lần chạm đất. Nguyên chỉ đỏ chỉ cam nhà máy đây. Khoang cốp rộng rãi, hàng ghế thứ hai có thể gập được xuống đây. Đây thì cái mức xăng tiêu hao nhà sản xuất đưa ra đây, nãy em đọc là 7 lít cơ. Nói chung xem nhau thôi, 6 lít, 7 lít, 100 cây được hỗn hợp. Thì em xin quay khoang động cơ của chiếc Mazda 6 này luôn cho anh chị khách hàng có thể mình xem được. Đấy, khoang động cơ của em Mazda 6 đây. Đấy, máy móc thì biến chê rồi. Sử dụng động cơ 2.0 lít, số tự động. Đấy, bên em có văn bản cam kết nhá. Bên em có văn bản cam kết máy số zin, không thủy kích, không ngập nước, không bổ máy bổ số. Đấy, nguyên bản từng khoan ốc, từng được phân keo chỉ. Các cái phần này thì bên em cũng đã qua kiểm tra rất kỹ lưỡng rồi, đã cho đi check, đã cho kiểm tra, rồi mới đeo lên showroom bày bán anh chị nhá, chứ không phải là lấy về là bán luôn được đâu. Rất đẹp. Và em xin lại thông tin của em Mazda 6 đây. Xe sản xuất cuối 2017, bản 2.0 Premium. Sản xuất cuối 2017, đăng ký biển là 51 Sài Gòn, chạy 3.9 và đang có giá chào bán là 690 triệu, miễn phí hồ sơ. Các anh chị nào có nhu cầu làm ngân hàng thì em vẫn hỗ trợ lên đến là 60% giá trị xe. Quý anh chị khách hàng cần tư vấn cái gì hay là cần tư vấn thêm thủ tục vay vốn như thế nào thì có thể alo trực tiếp vào số hotline của bên em
là 0978607555. Hoặc là mình có thể đến trực tiếp xem xe tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Thì cửa hàng bên em nằm đối diện ngay cây xăng Thanh Bình thôi. Đấy, trên được trục đường Trường Chinh này thì mình chỉ có duy nhất một cây xăng Thanh Bình. Anh chị đến đúng địa chỉ bên em để mua những cái mẫu xe chất lượng, cam kết bằng văn bản anh chị nhá.